Chiều ngày 17 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cùng nhiều người khác về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định này. Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị can Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới. Qua đó cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, chiều ngày 11 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ. Ông Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, ông Đặng Việt Hà được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thay ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ngày 5 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ.